sống trong cái cuộc đời này mà tích phước là việc cực kỳ quan trọng. Nhất là mình đi đến chùa gì nè quý vị, coi 4 ngày nay có quá tù thắng không? Vừa nghe pháp vừa tu được. Nếu như 4 ngày nay mà chỉ bắt quý vị tu không về nhà chưa chắc tu. Sao mà ở nhà mà tu được gì? Sao mà ở nhà mà ngày nào cũng lại 500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm? Đây là cái pháp gì? Cái pháp phương tiện. Cái pháp phương tiện để kích động con người ta đi đến đây. Quý vị biết rằng trước nửa tháng, một tháng, những đức đang ngày nào cũng thường giảng cứ nhắc cái pháp phương tiện lại Bồ Tát Quán Thế Âm này kích thích vào tâm tư con người chúng ta. Là gì? 2000 lại cố lên. Những người dù ở chùa nào, Phật tử ai, thầy nào, cô nào ở đâu cũng về đây, quan trọng là cùng tu chứ không phải là lại những đức. Kích thích quá trời luôn, nên bây giờ ta hừng hực cái tâm lên. Thấy chưa? Đó là một cái pháp phương tiện dẫn dắt. Chứ về nhà vì đâu có tu gì. Vậy thì phải làm sao nghe được pháp? Nghe được pháp mới biết được rằng đi đến đây tu được, mà nghe được cái pháp này nó mới hiểu được cái cuộc đời vô thường, để mà mình tu nhân tích đức cả đời. Tu cả đời nó quan trọng, chứ không phải là tu 4 ngày này quan trọng đâu. 4 ngày này chỉ là kết duyên. Về nhà mà không tu thì tính nào cũng tật nấy, nghiệp duyên dẫn là quay lại. Nhớ. Nên đây gọi là pháp phương tiện nè. Nên trưởng đoạn thì dẫn đi đến đây tu. Nhiều người ta ngồi nghe chợt tỉnh cơn mê á, chứ không phải giỡn đâu. Nhiều người ta nghe ta chợt tỉnh cơn mê. Còn nếu như mà đi đến đây chỉ có tu, không có thầy nào giảng thì thua. Mà gặp mà giảng tứ tung lang tang thì cũng có kết quả. Nên bây giờ người ta đi có lề lối rõ ràng, gần kết thúc rồi thì người ta nói đến quý vị phải chết. Để mà tối đêm nay cố gắng 500 danh hiệu nữa, đúng không? Đó, rõ ràng mà. Đây là vô kết luận rồi nè, nghe. Sắp sửa về cực lạc rồi nè. Phải nói đến cái vụ chết nè. Nghe không? Đó, nên cái quan trọng của người niệm Phật là đầu tiên phải là nhất định mình không sợ chết. Quý vị biết những đức thiệt là không sợ chết. Trong cái mùa dịch, những đức không chích phép xin là điều thứ nhất. Hai là những đức bị dịch, những đức nằm tới những đức niệm Phật luôn, quyết định chết luôn. Mà chết không? Chết xong ngồi đây. Tin 100% con người thọ mạng đến mới chết. Đến thì phải chết. Con người thọ mạng mà đến thì bị đi ngang một cái cây, một cái lá cây rớt xuống, vậy mà nó đâm ngay cái đầu bị chết tại chỗ liền. Đang đi 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 thọ mạng đến, đi dấp té cái lu, tự nhiên té cái đập đầu cái lu chết queo. Thọ mạng mà đến lúc thì chết vô duyên. Còn thọ mạng mà chưa hết, chiếc xe 50 chỗ đụng một cái rầm, bay 50 thước, rớt xuống hầm cái cha cái đùng, lội lên, không có gì hết trơn. Tại vì sao? Vì thọ mạng chưa hết. Quý vị coi, có những người nó té ác đạn mà nó không chết, đúng không? Mà có những người nó té nhẹ sơn mà chết. Còn có những người thọ mạng đến lúc chết khỏe re như vậy, vừa đi ngờ ngờ đuống cà phê đi nhậu gì đó, về tự nhiên nằm ngủ một chút chết queo. Có không? Có mà. Đó. Giàu sang phú quý, quý vị thấy cầm theo được cái gì khi cơn vô thường đến bất tử? Vậy thì cái chết là thọ mạng đến là chết. Như vậy thì quý vị hỏi lại, như vậy khi bệnh đau, cái nguyên lý lây bệnh có không thầy? Quý vị nhớ, những đức đã từng gặp một việc này là cách nay khoảng 9 năm về trước. Hộ niệm cho một chú này trẻ lắm, chú cho khoảng 30 tuổi, vợ cũng còn trẻ, mà chú bị bệnh gì không? Bệnh sida. Mà bệnh sida đến khi phát tán mà gần chết thì quý vị biết có thời gian rất là dài. Vậy thì trong thời gian đó nhất định chú cũng có ăn nằm với vợ chú. Vậy mà riêng vợ chú là người niệm Phật, không bị bệnh sida, không dính bệnh sida. Chỉ có một mình chú là mang bệnh sida. Hộ niệm cho chú, chú mắc, vợ chú bây giờ vẫn còn sống bình thường, đang ở đây tu nè. Rõ ràng không? Đó. Nhưng đức hỏi vợ chú là trong thời gian chú bị bệnh gì đó, tới khi phát tán như vậy vợ chồng có gần gũi không? Thì cổ nói, chào chào còn trẻ xong gần gũi thầy. Quý vị coi, mà vậy mà không dính bệnh sida lạ như vậy. À, đó. Mà quý vị biết rằng nhà khoa học người ta đã thí nghiệm rất rõ ràng, tất cả những căn bệnh quái ác không có thuốc trị. Vậy mà từ khi mà người ta thí nghiệm thử là niệm Phật,
phát tâm thiện, vậy mà bệnh nào cũng dừng lại hết. Tất cả các căn bệnh đều dừng lại hết, không phát tán được nữa. Rồi từ từ càng ngày càng giảm bớt đi. Người ta đã thí nghiệm rồi đó, nhà khoa học người ta đã thí nghiệm rồi đó. Như vậy cái thiện tâm nó cực kỳ quan trọng luôn. Rồi quý vị biết rằng ngày xưa những đức ở trên Đà Lạt, ở trong cái phòng hộ niệm là lúc nào nó cũng có khoảng gần 30 ca hộ niệm, mà đủ thứ loại bệnh luôn, lở lét, sida, ung thư, ho lao, đủ ở trong đó hết. Nhưng mà những người trẻ mỗi ngày chăm sóc là gần gũi chăm sóc, nhưng mà những người đó càng ngày càng đẹp, càng ngày càng mập, sống chung luôn. Thời điểm nó không có nói hai cái chữ khẩu trang, đều là không sống chung. Và tất cả những người bệnh là người trẻ chăm lo toàn là ngủ chung, người già nằm dưới, người trẻ nằm trên, là giường tầng quý vị, hai tầng, là ngủ chung trong một cái phòng, phòng rất là lớn. Mà cái phòng này nó nằm như một cái hầm ở dưới luôn, hầm ở dưới đất. Thì quý vị biết rằng đây là xác thực 100% rõ ràng luôn. Nhưng mà chỉ có cái tâm thiện, họ càng ngày càng khỏe, càng ngày càng đẹp, không có lây bệnh gì hết. Như vậy thì cái chuyện mà giữa con người đến con người, chúng ta dùng vào cái câu thế gian gọi là lây bệnh, thì đây là câu thế gian. Còn nói về Phật Pháp là phải tin sâu nhân quả. Nếu như chúng ta có cái nghiệp này, dù chúng ta ở phương nào nó cũng có cái nghiệp này. Cái nghiệp mà nó chiêu cảm đến, dù quý vị có ở bao nhiêu tầng lầu đóng cửa lại thì nó dẫn dính bệnh, dẫn dính bệnh. Còn nó không có cái nghiệp này, dù nó ở trong vị trí nó dẫn không bao giờ bị dính bệnh. Như vậy thì cái chuyện mà bệnh và mang bệnh thì chắc chắn là có cái cùng nghiệp. Nghiệp mình có cái này, nghiệp người ta có cái này, thì bệnh nó giống bệnh. Còn nói về lây bệnh thì trong Phật Pháp không nói hai chữ lây bệnh, mà nói là đồng nghiệp, thì tự mình tạo nghiệp này, tự mình chịu quả báo này, 100% luôn. Nói như vậy thì trong Phật Pháp mới thông được. Còn nếu nói hai chữ lây bệnh gì thì câu thế gian, chúng ta cứ tùy quý vị sử dụng câu, sử dụng sao phù hợp thôi, nhớ. Nên từ nơi đó quý vị coi như trong mùa dịch, có nhiều gia đình người ta có thể bị dịch vài ba người, hoặc là có những gia đình người ta bị dịch hết cả nhà. Nhưng mà đâu phải ai cũng bị dịch là chết hết. Người chết, người không chết. Vì sao? Người chết là thọ mạng đến lúc chết. Người không chết là người ta chỉ bệnh, rồi người ta thọ mạng chưa hết, người ta chưa chết. Cái việc này là 100%. Chùa chúng ta niệm Phật như vậy thì có bị dính dịch bệnh hay không? Có. Trong số lượng 500 người thì nó mang dịch bệnh hết 450 người. Mà lúc nào nó cũng còn được 50 người để lo cho 450 người. Khi mà 50 người này bệnh rồi thì tức khắc xuất hiện 50 người khỏe lại và lo cho 450 người. Nhưng nguyên một cái mùa dịch lâu như vậy mà tất cả các cụ trong chùa mình không chết. Lạ như vậy. Cái điều này là điều cực kỳ lạ kỳ luôn đó. Tại vì thường là các cụ mình ở trong chùa là chưa qua 45 ngày, 49 ngày, chưa qua 49 ngày của một người chết thì đã có người chết rồi. Các cụ chùa mình đã già nhiều, chưa qua 49 ngày là có người chết liền. Thì quý vị biết như vậy mà nguyên một cái mùa dịch không có người chết. Nếu như lúc đó mà chết thì ta nói là dịch chết, thì nó động. Lạ thai bị bệnh nhưng nằm im trong đây luôn. Rồi, bệnh thì cùng sống với nhau bình thường, không ai bịt khẩu trang gì hết. Nhưng mà khi hết là hoàn toàn hết trơn. Những đức cũng hết chứ không có chết. Mà những đức là nặng nhất trong tất cả những người ở đây. Khi những đức bị dịch là nặng nhất luôn. Những đức là bị nặng, cực kỳ nặng luôn, nặng nhất. Nên cảm giác được cái sự sanh tử khi mình gần chết và khi được sống, cảm giác được luôn quý vị. Chứ không phải nói là tu mà không bị đâu, vì ai cũng có nghiệp. Nhưng mà cái đòi hỏi quý vị là quý vị có chấp nhận cái ra đi của quý vị không? Cái này mới là cái quan trọng. Nếu như lúc đó mà những đức nghĩ rằng chùa truyền đại chúng này kia, những đức đi tìm bác sĩ là có thể chết. Tại vì sao? Vì cái tâm của hoảng loạn đó, nó làm cho mình phước tổn đi và đi đến cái chết. Chứ không giỡn đâu. Hoặc là ta dùng cách này cách kia trị liệu, mình mất đi tính tâm đối với pháp môn tịnh độ. Nhưng mà mình liều mạng, mình nằm đó luôn, và mình đâu có chết với sinh gì đâu. Thì cái sức mà phản xạ còn cực kỳ mạnh hơn. Nhưng mà khi vượt qua rồi thì sức khỏe nó càng tốt hơn. Và những đức coi chừng về sau những đức thỉnh hơn quý vị ấy. Tại vì sao? Những đức không có dùng cái chất đó đi vào người, hiểu chưa? Đó, nên quý vị phải biết rằng đây là 100% có thí nghiệm nha. Có thí nghiệm rõ ràng.
Nên khi mà qua dịch xong hết trơn, bắt đầu các cụ mình lần lượt chết. Qua dịch rồi mới chết. Đúng là người tu cũng ngộ. Trước đó Diếu Quan Âm còn 4 ngày thì bên Đại Tùng Lâm có một bà cụ đi. Rồi đi xong lo lắng hết trơn. Bắt đầu bữa nay thì trong phòng hộ niệm có một bà cụ đi. Bà cụ này già yếu dữ lắm rồi. Thấy không? Mà rất là tỉnh táo hộ niệm hôm qua. Hộ niệm xong bà đi. Thì bà đi xong rồi thì tối hôm nay lại Quan Âm xong rồi. Thì bắt đầu là đưa bà đi Đài Quả Táng thì chương trình Diếu Quan Âm là xong rồi. Chứ bà không đi ngay ngày 18. Nếu ngày 18 mà bà đi thì bận bịu không lo được. Nhưng Đức thấy rất rõ ràng. Cả các cụ trong chùa mình đi cũng biết chọn giờ đi ghê. Rất rõ ràng. Già thì ai mà không đi. Nên chùa mình á, là kế cái chỗ nấu ăn á, những đứa có cái kho quan tài. Buồn buồn vô đó chơi. Vô quan tài nằm chơi. Để thí nghiệm. Thí nghiệm cái gì? Thí nghiệm nói với mình, mày chạy nhanh cỡ nào cũng chạy không ra khỏi quan tài. Đất mày có nhiều cò bay thẳng cánh, nhưng mày cuối cùng mày chạy vô cái quan tài có một chút. Nếu mà chôn thì cũng có chút xíu đất, vậy mà mày dành chi dữ vậy? Đối với anh em nhà kế bên mày cũng lắng ganh đất. Đối với ruộng vườn của người ta, vậy mà mày cũng xích đường bờ. Vậy mà cuối cùng thì chôn mày thì có chút xíu. Thấy không? Rồi đi thiêu thì chỉ có một nắm cho tàn. Cuộc đời có người được cái gì mà dành với nhau dữ. Cái nghe đạo không phải là đi vào tiêu cực đâu. Nhưng mà tích cực sống. Tích cực sống là gì? Là chúng ta biết tu nhân tích đức mới là tích cực sống. Một con người sống trong cuộc đời này hạnh phúc nhất là làm được những việc ý nghĩa trong cuộc đời. Nên chúng ta còn trẻ, nếu gặp được Phật Pháp thì là cơ hội cùng với nhau tu phước duyên. Còn lỡ dính vào chuyện vợ chồng rồi thì phải cố gắng lo cho một gia đình nhỏ được tốt đẹp. Làm cha mẹ có trách nhiệm dạy con đàng hoàng, chứ không phải là lầm lũi đi kiếm tiền bạc mãi mà không lo dạy con đâu. Quý vị có thể kiếm tiền được nhiều nhưng con bị hư thì cũng uổng công vô ích. Chúng ta bồi dưỡng cho một cái hạt giống hư cho xã hội như thì không nên. Thà nhà nghèo một chút mà để con mình có năng lực phát huy, còn hơn giàu mà để con mình thiếu khả năng phát huy và trở thành kẻ hèn mọn, sống biết chỉ biết dẫm dựa vào của cải cha mẹ. Đừng nên dạy con chỉ biết dẫm dựa vào cha mẹ, mà phải dạy con có năng lực gánh sinh cho thật cao. Tập cho con của mình như vậy. Giàu hay nghèo gì cũng phải có năng lực này. Nên người nam hay người nữ gì cũng vậy, chúng ta phải nhớ cái câu có làm thì mới có ăn. Cuộc đời con người nhất định phải tập bản thân mình như vậy. Lúc những đứa 6 tuổi mất mẹ là những đứa đã tự biết kiếm ăn rồi. 6 tuổi những đứa mất mẹ, những đức thường có một cái tính tuyệt đối không bao giờ đứng nhìn người khác ăn. Khi dù nhà mình nghèo, mắc mẹ sớm, nhà nghèo vô cùng, chưa bao giờ những đức đứng nhìn bất cứ một đứa bé nào cầm đồ ăn. Vì sao? Vì nói với chính mình không được nhìn như vậy. Đứng nhìn như vậy là kẻ hèn mọn vô cùng. Tập bản tính con người mình phải có năng lực cánh sinh cho thật cao. Từ khi còn nhỏ, những đứa đã từng đi kiếm ăn, đi giăng lưới, giăng câu. Nửa đêm có khi 10 giờ khuya một đứa nhỏ con nít mà lặn lội trong đồng. Có khi cũng sợ ma chứ. Nhưng mà bây giờ kiếm ăn là phải đi tìm thôi chứ. Chứ làm sao? Tìm mọi cách đi kiếm cuộc sống, làm đủ chuyện đi kiếm cuộc sống. Năm 18 tuổi những đứa nhìn miền quê mình không phát triển được. Nhất định những đứa phải xa cái miền quê này, phải đi tìm. Cuộc sống phải đặc biệt hơn. Những đứa đi lên thành phố, không có trình độ gì cả. Đi phụ bếp người ta, người ta chửi còn hơn là con chó, chửi kinh khủng. Vì tất cả những người thợ nấu, người ta không bao giờ chấp nhận mình học được cái nghề nấu ăn của người ta đâu quý vị à. Hãy nhớ đó. Người ta chửi vô cùng, những đức thật sự không thích cái nghề nấu ăn đâu. Nhưng mà do bà sư phụ đã bỏ quá chửi những đức. Cuối cùng những đức khi ăn cơm, cái cảm giác này quý vị phải nhớ nè. Lúc chửi không sao, nhưng khi ăn cơm, khi ăn cơm là cái chửi đó mới quay lại. Cái chữ đó quay lại mình nghĩ cũng vì chén cơm này nè. Mà họ chữ cha mắng mẹ kinh khủng quá. Bưng chén cơm ăn nước mắt nhiễu 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 vào chén cơm đúng không?
trong lúc lúc đó trong lòng như Đức nói chính mình, nhất định mày phải nấu ăn cho bằng được. Bà năm nay 53 tuổi, lúc đó bà sư phụ như Đức 53 tuổi, còn mình 18 tuổi. Tôi chấp nhận 10 năm, 20 năm nữa tôi cũng sẽ qua mặt bà 100%. Khi một tâm quyết như vậy vừa phát triển thì không có một cái năng lực gì mà cản trở được quý vị hết, nhất định làm được liền. Thì 3-4 năm sau những Đức học được ngày nấu ăn, thì quý vị biết rằng là sống trên thành phố mười mấy năm rồi lao ra cái cuộc chơi đủ trò hết, rồi 29 tuổi những Đức mới gặp được Phật pháp. Khoảng cuộc đời con người từ khi còn nhỏ và tới bây giờ 41 tuổi, những Đức cảm giác hạnh phúc vô cùng khi 13 năm ở trong đạo. Tuy là mình không giàu, mình không có tiền nhiều, nhưng mà đối với xã hội nhiều cuộc chơi mình biết. Những Đức là kiếm tiền để vào cuộc chơi, hoàn toàn có tiền để vào cuộc chơi hết. Nên nhiều thứ ở trên thành phố những Đức đều biết hết. Tại vì sao? Vì những Đức có tiền là chơi hết, không có nghĩ về tương lai cái gì hết chứ. Nhờ như vậy mà cũng đi tu được luôn, vì không có tương lai thì phải đi tu thôi. Chứ nếu có tương lai thì không đi tu đâu, chưa chắc. Hiểu không? Gọi là bất đắc chí, hiểu chưa? Nên quý vị biết rằng một con người phải được dạy, phải được rèn. Về sau ít gì nếu làm được việc lớn thì cũng là một người có tư tưởng trượng phu. Còn nếu không, con của mình trở thành cái hang mỏ. Có khi con mình nuôi nó mập thăng ra mà cái chuyện gì nó cũng không làm được. Tối ngày nó chỉ cầm điện thoại nó quẹt tới quẹt lui. Một con người như vậy thì đối với cái xã hội này, quý vị nghĩ đó là hạt giống gì của xã hội? Nếu như đứa con mình lúc nào cũng quẹt điện thoại, đôi tay của mày còn làm được bao nhiêu chuyện? Mày chỉ quẹt điện thoại thôi sao? Phải chi mà mày cầm máy bấm số, mày bấm niệm Phật còn ngon. Nên những Đức mới nghĩ ra cái xã hội này bây giờ phải đưa cái máy bấm số ra, để nó gọi là nó nghiêm trị cái bệnh bấm điện thoại. Vậy mà có nhiều người cũng không chịu bấm, đúng không? Quý vị coi, bây giờ một câu ai thì Phật bấm số, một câu ai Phật bấm số. Chiều nay một cái máy niệm Phật tặng quý vị, có hình Bồ Tát Quán Thế Âm, không? Để dòng chữ kỷ niệm đảnh lễ 2000 lại Bồ Tát Quán Thế Âm. Rồi thêm một chiếc máy bấm số để chung vô luôn, vì cố gắng bấm số niệm Phật. Một ngày đưa ra 1000, 10000, 20000 vậy là bấm đi. Đưa số lượng nó chắc, vì sao? Đưa số lượng ra cố gắng thành quen, niệm vui, vui rồi thích luôn, rồi lo mà niệm. Cái này rất là quan trọng quý vị à, rất là quan trọng. Nên có ngày cầm điện thoại quẹt hoài chứ à. Như sáng những Đức nói cả người xuất gia mà cứ quẹt suốt, quẹt chứ không có lợi ích đâu. Bấm niệm Phật vẫn là hay. Cả ngày của những Đức không bao giờ có một cái chuyện đó đâu. Những Đức không xài điện thoại luôn. Những Đức nói một số người quý vị, thử quý vị cả kinh doanh mà không xài điện thoại người ta cũng tìm mình luôn, nếu như quý vị thật sự là người có uy tín. Bây giờ quý vị coi những Đức quanh năm không đi đâu, vậy thì đối tác của những Đức đi đến đây ít không? Vì coi ít không? Khắp các tỉnh thành từ Bắc tới Nam, vì coi phải nhiều không? Chỉ có đúng cái chỗ gặp quý vị là như thế nào, gặp được quý vị là như thế nào. Tôi gặp anh tôi có gặt hái được gì không? Tôi gặp anh để một buổi nhậu à, thôi gặp anh làm cho mệt thêm. Tôi gặp anh nó phải có một cái gặt hái gì tuyệt vời trong cuộc đời tôi. Người ta tìm đến đây là tìm cái gì? Người ta tìm cái gặt hái đặc biệt trong Phật pháp. Tôi có một tư tưởng gì đó mà tại sao người ta tìm tôi? Nhất định người ta thấy tôi làm được việc gì đó nên người ta mới tìm đến đây. Khi đi đến đây người ta nghe thì người ta lại chấp nhận tư tưởng này. Người ta có thể bỏ bao nhiêu thời gian người ta đi đến đây để người ta lễ lại Bồ Tát Quán Thế Âm. Chuyện này không đơn giản. Ngồi trong đây đâu phải ai cũng là người dốt nát. Có rất nhiều người trí thức giàu sang, người ta vẫn ngồi đây. Đâu phải người ta bỏ thời gian ngồi chi cho đau chân, nó không có một kết quả gì sao? Người ta phải có kết quả. Nên có những người xuất gia trẻ như những Đức, mà người mà những Đức đã từng nhận ngày xưa luôn, khi đi đến đây những Đức hỏi: ủa mấy ngày nay ở đâu không thấy? Nói ngồi nghỉ ngơi, đi ra ngoài kia vòng vòng. Những Đức hỏi: ủa sao không ở đây coi học được cái gì chút xíu chứ? Nói trời ơi, anh em huynh đệ không à, mấy ông nói cái gì tôi cũng biết hết trơn. Những Đức nói: ngày xưa vô chùa tôi là người nhận bạn, đúng không?
dù cỡ nào đi chăng nữa, tôi nói thiệt tôi hơn bạn. Bạn coi lại cái cảnh giới tu của bạn và tôi coi, ai hơn ai. Bạn phải ngồi đây, bạn coi đi, bạn nghe đi, để làm chi? Cuộc đời bạn còn có một tương lai gì đó. Còn nếu như bạn là người như vậy thì cả đời của bạn là tăng gì? Tăng đồ lô. Hiểu chưa? Bạn không hiểu à? Không lẽ cuộc đời bạn đi làm tăng đồ lô? Tôi nói thiệt với bạn, không cần nói thật giả trong đây. Nếu là người tu, giả ban đầu cuối cùng nó cũng thành thật, nếu thật. Còn nếu thật ban đầu mà nếu bạn không lo tu nó cũng thành giả. Bây giờ có người chứng minh xuất gia cho bạn đặc biệt vô cùng mà bạn không lo tu cũng thành giả. Không có ai chứng minh cho bạn, tự cạo đầu đắp y đi kiếm ăn thôi. Vô tình nghe được cái pháp áp dụng chân thật tu cũng trở thành thật. Phật đã nói rằng tự đốt đuốc mà đi, mà bạn nói cái gì? Chỉ là cái hình thức bên ngoài thôi. Còn cái quan trọng là bạn tiếp nhận được cái pháp hay không mới là quan trọng. Cái này rất là quan trọng đó quý vị à. Nên từ nơi đó quý vị coi. Nên bây giờ điển hình, bây giờ đi đến chùa chúng ta thôi. Bây giờ tất cả hàng cư sĩ chỉ cần cúng dường chay tăng thôi. Những đức nói mấy anh em nam trẻ, vì chỉ cần đứng nhìn thôi cũng học được Phật pháp nhiều thứ lắm. Cuộc đời tôi đi học Phật pháp, tôi nói thiệt quý vị biết, đa phần tôi học mặt trái không đó. Tôi đa phần học mặt trái không đó. Tôi ngày xưa tôi gặp một người nổi tiếng nè. Tôi đứng từ xa tôi nhìn người này, khi giảng pháp xong tôi nhìn từng chút tôi học. Cái cách giảng pháp tôi học. Xong người này giảng pháp xong xuống tiếp Phật tử, bao nhiêu cúng dường tôi đứng từ xa quan cầu tôi nhìn thôi. Tôi nói cách này không làm. Môn giảng pháp này học, cách giảng pháp xong ngồi nhận cúng dường không làm. Thì cả đời tôi không làm thiệt việc này. Tôi không làm thiệt đó. Quý vị đi đến đây 4 ngày, quý vị có thấy tôi tiếp quý vị tiếp nhận tiền không? Tôi không làm việc này. Vì tôi đã nhìn được cái việc này có cái hại. Cái hại ngay chỗ nào? Có nhiều người rất quý thích mình, nhưng người ta thấy người có tiền cúng dường, người ta nghèo, người ta muốn gặp mình, người ta không dám gặp. Vì ai gặp cũng cúng dường, còn mình nghèo gặp thầy, không có tiền cúng dường, không dám gặp. Thà tôi không tiếp ai luôn. Ai cũng là người nghe pháp và tu, không ai nói được mình cả. Quý vị thấy rõ ràng trong 4 ngày nay không? Hoàn toàn tôi đã làm thiệt như vậy. Và tôi thấy rõ ràng có những người nói không xài điện thoại, mà phía sau hoàn toàn cầm điện thoại điện tối ngày cho người giàu. Tôi đã thấy rõ ràng về mặt trái này. Tôi nói đời tôi không xài điện thoại. Sự thật là tôi không xài điện thoại. Tất cả Phật tử đều thấy rõ tôi có bao giờ điện cho ai không? Chưa từng bao giờ điện cho bất cứ một người nào. Dù chùa chúng ta rất nhiều Phật sự, nhưng tôi chưa từng điện cho người nào. Và tôi nói mạnh dạn một câu với quý vị, tôi không có một Phật tử nào riêng biệt hết. Người ta làm việc gì người ta nói tôi có Phật tử, cần cái gì điện cho người đó, cần cái gì điện cho người đó để hỗ trợ. Tôi xin thưa quý vị, nếu tôi không có điều kiện làm, tôi sẽ hoàn toàn im miệng. Vì sao? Tôi không thân với bất cứ ai cá nhân để điện riêng cho người nào cả. Đây là 100%. Nếu như mà việc này không phải thật thì miệng này không dám nói. Nếu có điện cho người đi xin tiền, tôi sẽ không dám nói. Tôi đã thí nghiệm rõ ràng trong Phật pháp tuyệt vời. Là một người tư tưởng dưỡng phu thật sự, tự làm có cuộc sống, tôi xin con người 3 buổi cơm, tôi cũng làm việc quá trời luôn mà. Một ngày tôi ăn 3 buổi cơm, quanh năm tôi chưa từng đi chơi ở đâu cả. Ngoài đời tôi là một con người thích đi chơi, bất cứ quán cà phê nào mở lên tôi đều để ý và nhất định phải đến một lần để biết. Nhiều khu vui chơi, nhiều nơi để mà môn này môn kia tôi đều đến để thử để cho biết. Vì tôi nghèo, tôi muốn biết cái chuyện xã hội một chút. Trên thành phố tôi biết. Khi tôi bước chân vào đạo từ 13 năm nay, tôi khỏi cần đi tìm ở đâu luôn. Tôi nói không có nơi du lịch nào đẹp bằng Cực Lạc Tây Phương cả. Nên tôi chỉ muốn về Cực Lạc mà thôi. Nên từ nơi đó dù mình còn hư, còn sai, không phải hoàn toàn đúng, nhưng mà xin thưa quý vị, tôi không muốn đi đâu ở cái cõi này nữa cả. Không muốn đi đâu ở cái cõi này hết. Nên những đức không biết nơi nào là nơi du lịch Phật giáo hết. Không biết nơi nào hết. Miền Bắc gì tôi cũng không biết cả. Vì sao? Vì tôi muốn đi về Cực Lạc thôi. Chỉ có đúng một ý niệm này thôi. Còn ai đủ duyên gặp nhau thì chúng ta chia sẻ Phật pháp. Vậy thì cuộc sống tôi vui hay không? Vui vô cùng. Tôi rất là vui.
Vui với ai? Bao nhiêu bà già bên cạnh. Ngày nào tôi cũng chơi với mấy bà cụ già. Một ngày của tôi, quý vị phải nhớ, sáng tôi tu xong, tôi chia sẻ một pháp, một thờ, một câu ai Phật niệm đến cùng. Xong tôi ăn cơm xong, nói chuyện với đại chúng một chút, cười chưa. Trong cái thời gian ăn cơm, người ta ăn 20 phút. Tôi ăn bao nhiêu? 7 phút. Vì sao tôi ăn cơm 7 phút? Xin thưa quý vị, ngày xưa tôi ăn cơm chỉ có 4 phút. Khi tôi trên thành phố, vì sao? Do bà sư phụ này quá chửi, mà tôi không dám nhai, hoàn toàn nuốt trọng. Vì bà quá chữ, chỉ cần trễ một chút là bà chữ, tôi không muốn bà chữ nữa. Nên tôi chưa bao giờ nhai cơm. Thịt tôi cắt cắt nuốt trọng luôn, vớt luôn, miệng bự mà, sợ gì. Bây giờ còn có thể ăn cơm được 7 phút là may mắn rồi đấy. Còn 13 phút kia người ta còn ngồi ăn, tôi đi thăm các cụ già. Tôi dành một chút thời gian đó đi một vòng xung quanh chùa và thăm các cụ già. Rồi trưa một buổi thuyết pháp cho đại chúng ăn cơm. Rồi bắt đầu qua bên kia bển thì giải quyết chuyện bên kia. Một ngày làm việc như vậy xin 3 buổi cơm thôi. Nhưng mà cuộc sống vô cùng vui vẻ. Tiền bạc có được thì làm gì? Xây chùa, làm chương trình người mù, mua quà tặng cho người kết duyên. Chỉ là như vậy, mười mấy năm nay rõ ràng thay đổi số phận, thay đổi cuộc đời. Tôi thấy rằng trong mạng tôi bây giờ phước rất là nhiều. Cần làm cái gì là có cái này. Tự nhiên người ta đem lại, vô cùng thù thắng. Quý vị coi chương trình tổ chức 4 ngày như vậy không đơn giản đâu. Không phải đơn giản, từ tài lực và nhân lực phải hoàn toàn thiên thời địa lợi nhân hòa mới tổ chức được. Nếu như không làm chân thật, làm sao thiên thời địa lợi nhân hòa? Bây giờ thiên thời địa lợi, con người không hòa, tiền bạc không có, quý vị lấy gì tổ chức đây? Tiền bạc và con người không có, quý vị làm sao làm được? Nếu con người và tiền bạc có, thiên không thờ, địa không lợ, làm sao lạ? Từ nơi đó phải kết hợp thiên thờ, địa lợ, nhân hòa thì mới tổ chức được 4 ngày này cho quý vị tu. Một con người ngoài đời không có một bản lãnh gì cả, tự nhiên niệm Phật làm bao nhiêu việc như vậy. Rồi quý vị thấy một ngày chia sẻ Phật pháp mấy buổi cho quý vị nghe, mỗi buổi đều có cái lạ. Nghe được không? Được mà, được mới vỗ tay. Thấy rõ ràng không? Vậy thì cuộc đời tôi, cái gì mà thành công? Đúng, chỉ có cái sự quyết chí. Xin thưa quý vị, cái môn giảng pháp này tôi học ở đâu? Tôi chỉ thấy người ta giảng tư cách thôi. Còn tôi học ở đâu? Ngồi một mình mà học. Ngày xưa tôi trên Đà Lạt là tôi có một cái phòng, tôi mua một chiếc máy quay phim, tôi tự ngồi một mình nói chuyện quay lại. Và tôi cứ làm hoài như vậy. Một thời gian sau thầy cho tôi ngồi buổi sáng, nói chuyện với người già nửa tiếng. Từ cái đà đó tôi nói thành quen. Từ đó mà bước lên ngồi pháp tòa giảng pháp. Tự một mình học. Còn quý vị thấy những đức kể một số câu chuyện của Khổng Lão Phu Tử là ở đâu? Đọc sách Khổng Lão Phu Tử. Đọc được bao nhiêu thời gian? Chỉ đúng một lần. Chỉ đúng một lần đọc. Mà bằng cách nào để học được? Mỗi lần đọc qua trang nào, cái nào hay đều ghi chú lại hết. Ghi chú công đoạn quan trọng lại hết. Và tất cả những công đoạn quan trọng đó sau này những đứa học cái lớp đạo làm con, mỗi tuần thứ bảy là dạy lớp đạo làm con khoảng 500 người đó, thì cái lớp đạo làm con vẫn còn duy trì. Thì từ nơi cái tư tưởng Khổng Lão Phu Tử ghi chú lại mà học tập, học lâu ngày bây giờ trở thành quen học tập với lớp đạo làm con trẻ em. Toàn là do tự rèn luyện và tự học tập, rồi cuối cùng là cái sự thành công là cố gắng, quyết chí. Không đơn giản quý vị. Đó. Nên những đức muốn nói với quý vị nghe rằng con người chúng ta phải có tâm quyết cho cực kỳ mạnh. Thì cái gì mà không thành công? Không chi bây giờ chúng ta đã có phương pháp sẵn hết trơn đó. Đó. Nên nói tới cái công đoạn này thì chúng ta nhắc đến cái chuyện hộ niệm hồi nãy ha. Để cho quý vị về nhà biết áp dụng về cái việc hộ niệm để giúp đỡ cho người thân của mình. Tại việc này cực kỳ quan trọng luôn. Nên á, Đại sư Thiện Đạo ngài nói rằng là lại cần phải dặn người nhà và người đến thăm, hễ khi đến gần mình thờ vì mình mà niệm Phật, nhất quyết không được nói chuyện đời nọ đời kia, cùng việc nhà việc cửa, cũng chẳng cần cầu chúc an ủi, vì điều là sự hư hoa vô ích cả. Có nghĩa là khi nuôi người bệnh, nuôi cha mẹ già thì đi đến đó đều là niệm Phật, đừng nên nói chuyện hỏi thăm, đừng nói chuyện này chuyện kia dòng do tâm quốc. Ngài nói đó là hư hoa giả tạm, không cần thiết. Nếu bệnh ngặt sắp chết,
quyến thuộc, không được khóc than, không được mắt mũi sụp sùi, làm loạn động tâm thần, hư mất chánh niệm của người bệnh. Chỉ nên nhắc nhở nhớ Phật, niệm Phật, tưởng Phật, cùng gặp nhau to tiếng niệm Phật để giúp chánh niệm cho người bệnh, như niệm luôn đến lúc người bệnh dứt hơi thở. Nhưng cũng không nên vội động đến thay, phải luân khuyên niệm tụng càng nhiều càng tốt. Rất là rõ ràng, khi người nhà yếu bệnh đau, chúng ta làm con cháu tập trung niệm Phật. Khi niệm đến hơi thở cuối cùng, nhưng lúc còn sống thường nhắc nhở chuyện niệm Phật sanh cực lạc là chỗ an vui tự tại, cứ nhắc hoài một câu cực kỳ đơn giản luôn: cha mẹ ơi, cả đời mình khổ đau quá, anh chị hay là cô chú ơi, cả đời mình khổ quá, bây giờ có một quốc độ an vui cực lạc tuyệt vời như vậy, không già không bệnh không chết nghe, mà quốc độ này mình muốn gì, mình chỉ có niệm Phật thôi, nhớ lời con là niệm Phật đi, bắt cái điều hộ niệm cho họ, chỉ họ những đức niệm họ nghe, còn câu kế đại chúng niệm họ niệm theo, cứ nhép môi theo, làm cho quen như vậy, là niệm Phật, Phật sẽ rước, niệm Phật rất an vui, cứ nhắc hoài vậy cho họ nghe, để nung đúc cho họ thành quen cái chủng tử là tín nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc. Rồi cứ như vậy, rồi khi họ yếu đi, mình cứ tiếp tục niệm Phật, hộ niệm khi họ tắt hơi thở là tiếp tục chúng ta niệm cho họ ít gì cũng 12 tiếng, như chùa mình là niệm 24 tiếng đồng hồ. Vì nhớ sự hỗ trợ này rất là lớn, chứ không phải như một số người ngoài đời không hiểu. Cha mẹ gần chết thì bắt đầu là nắm tay nắm chân khóc lóc kêu gào, nãy ngày phiên rõ ràng là đừng nên khóc lóc kêu gào, đúng không? Đừng nên khóc lóc, việc này không có lợi ích. Vì con người khi gần chết là thân tứ đại nó rã rời. Thân tứ đại này không đơn giản, quý vị nói nhớ nghe. Nói là thân tứ đại rã rời, nhưng cái việc nguyên lý của bên trong thân tứ đại là kinh khủng lắm. Đất nước gió lửa lúc này rã rời không đơn giản. Quý vị coi, khi một con người gần chết vì sao hoàn toàn bị mê hoặc điên đảo? Vì đất nó sụp xuống kinh khủng lắm. Trong cái cảnh giới thân tâm mình là bên mình cảm giác được đất nó sụp kinh khủng lắm. Thịt da mà giống như rớt xuống, thì bị nghĩ cỡ nào. Gió như bão tố cuồng phong, tự mình biết được. Nước thì tràn ngập âm, lửa thì cháy vân vân. Trong tâm trí mình vì cảnh giới của tứ đại này không tưởng tượng được. Ai là kẻ phàm phu mà có thể vượt qua được cái việc đất nước gió lửa khi rã rời? Không có ai mà vượt qua được hết. Chỉ có những bậc thiền sư mà có thể nhập vào cảnh giới như bất động thì còn có thể. Nên người tu thiền mà chưa đạt được minh tâm kiến tánh thành Phật thì không thể nào tự tại giải thoát được. Còn người tu tịnh độ chúng ta là nhờ cái gì? Nhờ bổ nguyện Di Đà gia trì, nên cuối cuộc đời có thể tỉnh táo niệm được câu Phật hiệu. Bây giờ bỏ tịnh độ chúng ta không có khả năng gì để thành tựu một đời này cả. Và chúng ta niệm Phật kẻ lè tè như mình, kẻ bèo nghèo như mình, mà muốn một đời thành Phật thì chỉ có pháp môn tịnh độ. Vì pháp môn tịnh độ này là pháp nhị lực. Ngài đã phát nguyện rằng trong nguyện thứ 18: chúng sanh mười phương nghe danh hiệu ta, chí tâm tin ưa niệm danh hiệu ta, đến khi mệnh chung chỉ cần niệm từ một niệm cho đến 10 niệm. Vì sự gia trì của mình giúp mình tỉnh táo. Mà muốn được sự gia trì đó là phải tín nguyện niệm Phật. Người tín nguyện niệm Phật là sao? Là người này dù gặp bệnh đau, gặp sự trở ngại, tan nhà mất mạng vẫn niệm Phật. Dù gặp sự cố gì cũng không cầu tai qua nạn khỏi, chỉ có cầu đâu? Sanh cực lạc. Người tiêu chuẩn niệm Phật giảng sanh là gặp sự cố gì cũng tin Phật và niệm Phật cầu sanh cực lạc. Tâm này gọi là tâm cảm ứng với bổn nguyện của Phật. Nếu thọ mạng đến, chỉ cần niệm từ một niệm thì Phật đã được rồi. Ngài nói rằng là trí tâm tin ưa, là trí tâm một câu Phật hiệu niệm đến cùng. Tin ưa là càng niệm thì càng thích. Như vậy thì gọi là tín nguyện niệm Phật để cầu sanh cực lạc. Nên nhiều người chúng ta phải giúp cho người thân mình bằng cách là niệm Phật đưa tiễn đi. Người thế gian không hiểu. Lúc cha mẹ còn sống không quan tâm lo lắng, khi gần chết thì khóc la kêu gào, vừa chết xong thì mướn quý thầy sư cụ que đến làm gì, coi ngày tháng ngày giờ để tẳng liệm, bước đến cũng sáng mai liệm tốt, trễ một chút nữa là dòng họ chết cả đám. Thôi thôi.
Vậy sáng mai tốt hả thầy? Ừ sáng mai tốt. Mới chết mà, mới chết mà sáng mai tốt. Sao? À, sáng mai tốt được. Mai liệm mẹ con, mai tốt. Chiều là chết cả đám. Vì sao sáng mai tốt? Vì sáng mai nhanh chừng nào thì cầm tiền sớm chừng nấy. Không có muốn trễ, vì trễ là lâu thời gian. Còn mấy cái show khác nữa. Không bằng chính quý vị là hàng cư sĩ lo cho cha mẹ của mình. Quý vị đi vô chùa này, quý vị coi nè, ai ở lại chiều mai đưa lên đài quá tán chơi. Có xe đưa đi chung luôn, sẵn biết đài quá tán của khu vực này luôn. Cái đài quá tán này là đúng là cái đài quá tán đẹp số 1. Quý vị biết rằng sẵn đưa đi luôn để mai mốt mình vô đó. Sớm muộn cũng vô mà. Đúng không? Đó. Nên á, chiều mai 1 giờ 30 đưa bà cụ này đi luôn. Nó, tối đêm nay liệm bà cụ. Chùa mình chọn gói nên các cụ vô đây là ngon lắm. Mà vô còn khỏe chứ đừng đem băng ca ghim vô đây nha. Không có nhận đâu, đừng có mệt. Khỏe, lớn tuổi nhưng phải khỏe, ngon lành nghe. Vô đây. Mấy nhỏ gái con mình nó chăm ngon lành còn hơn con gái ruột mình nữa. Thấy không? Rồi khi mấy bà mắc là con gái mấy bà nó tắm cho mấy bà. Còn mấy ông thì mấy thằng con trai nó tắm cho. Nó tắm xong rồi thì mấy chú trong chùa mình liệm luôn. Chùa mình là chơi trọn gói mà. Nên nhà mai táng cũng chịu đóng cửa luôn. Chịu thua. Chùa mình làm hết trơn à. Đó, bây giờ những đức làm theo cái xe quan tài, quý vị coi cái xe ngày mai đưa đi 1 giờ 30 chạy đi nè, chở quan tài, quý vị coi, chỉ có đúng là kẻ ngốc mới nghĩ ra được cái xe này thôi. Cái xe chở quan tài đi thiêu, tụi Phật Di Đà đứng phía trước vậy ha, xung quanh là thánh chúng ha, đưa quan tài vô gia đình ha, bên ngồi được 4 người, hai bên 8 người ngồi trong cái quan tài đó đưa đi, bắt niệm Phật ầm ầm ngoài đường. Rồi đi đến đâu tôi phước tu duyên đặc biệt thiệt. Quá tuyệt vời, thấy không? Đó là nhà chùa có xe đưa đi luôn, thấy không? Nó gọi đi dọc đường niệm Phật đủ quá trời. Nghi thức là gì? Chỉ đúng một câu Phật hiệu. Không có nghi thức gì nữa chứ niệm Phật không hoàn toàn. Vậy mà chùa người ta chết cũng ngon lắm. Nó làm gì cao xa đâu. Quý vị chỉ cần nhìn qua một lần ở đây làm gì, làm như vậy cho cha mẹ của mình đi. Con trai con gái gì làm cũng được. Tại vì niệm Phật ai niệm không được. Còn nếu niệm không được, bắt cái điều niệm Phật như đức niệm đi đi. Trời, nó lợi ích không biết bao nhiêu trăm ngàn lần. Còn nếu mà không lợi ích thì kêu họ đến đây gặp nhân đức. Kêu cái người chết đó, nó chưa siêu lại đây. Trời ơi, niệm Phật cho cảm ơn không hết. Chứ đừng nói mà nói chuyện đùa, hiểu không? Nên từ nơi đó quý vị phải biết giúp cha mẹ ông bà, giúp người thân như thế nào thì con cháu mình giúp cho mình như vậy đó. Cả đời của ông bà cha mẹ mình là đã là vì mình để hy sinh. Mà cuối cuộc đời của ông bà cha mẹ mình còn đi coi ngày tháng để vì mình. Vì con người mình quá ích kỷ rồi mà kêu có phước. Đúng ra không chết chùm mà đi coi ngày tháng mà nó thành chết chùm. Tại vì sao? Vì ích kỷ quá mà nó chết chứ không phải chuyện giỡn đâu. Nói cái này chắc mấy ông thầy cúng cũng ghét lắm. Ghét gợi ông chứ. Đâu có đụng xô ai đâu mà sợ. Hiểu không? Nên từ nơi đó quý vị biết rằng phải chỉ đi niệm Phật đi. Còn nếu mà đi cúng thì cúng cho đàng hoàng nghe. Tụng kinh đàng hoàng cho người ta, tụng kinh Di Đà cũng phải tụng cho đàng hoàng vậy nè. Chứ không phải tụng như gió đâu. Tụng đàng hoàng cho người nhà tụng theo. Rồi niệm Phật lên cho người ta một chút thì mình nhận tiền cũng là có công có quả. Còn mình tụng tá lả âm binh, mình tụng lý lịa hết chứ là mình làm gì là không đúng đó. Mà mình nhận tiền là coi chừng là quán khí nó theo mình nữa. Té tua bệnh đau mà không có thuốc trị thì nó chuyện vẫn chơi, hiểu không? Nó nên từ nơi đó mà mình biết rằng là mình làm cái việc này có lợi ích, nhưng phải làm cho thật lòng nghe, làm chân thật. Nên có một đoạn nhân quả nói rằng nếu như tụng kinh đám ma, tụng cho người ta lấy tiền mà không tụng cho đàng hoàng, tụng sót chữ, tụng nhanh, tụng như gió, sau này chết xuống âm phủ phải ngồi đó đốt đèn mờ mờ mà ngồi tụng đó. Chứ không chuyện đơn giản đâu nghe. Có quả báo á. Chúng ta hù mình nè, chứ không dám hù ai.
Hồ Bình. Tôi nói mấy người trong chùa tôi, nói mấy ông thầy trong chùa đứng đi tụng, còn ai tụng kệ người ta, đúng không? Nó bây giờ nhắc Phật tử để cho Phật tử có một phương hướng. Phật pháp là gì? Phật pháp là một phương pháp. Mà phương pháp ai làm được? Ai cũng làm được hết. Xuất gia cư sĩ đều làm được. Nói cái giật bóng đèn liền cảm ứng. Không, nhớ nghe, ai cũng làm được. Nam nữ ai cũng làm được, bị đi cũng làm được nữa. Đối với cha mẹ của mình thì thiện tâm là được, chứ không có nhất thiết rằng cái chuyện phải mời một ông thầy. Nếu gặp một ông thầy mà nghiêm túc đàng hoàng thì cũng được. Mà đến làm gì? Đến là không phải vì tiền thì được. Nếu mà mướn để tiền thì có đỡ hơn không? Quý vị làm tuyệt vời hơn rất nhiều. Quý vị làm con làm còn đặc biệt hơn nhiều. Quý vị coi trong kinh Địa Tạng, Bà La Môn nữ giúp mẹ bằng cách nào? Niệm Phật. Quan Mục nữ giúp mẹ bằng cách nào? Niệm Phật. Cảnh giới niệm Phật quý vị đạt đến cảnh giới nào thì giúp cha mẹ được nhiều như vậy. Còn bây giờ quý vị đi đâu cũng ghi một tờ cầu siêu ào ào, quý vị không chịu tu sao được lợi ích? Người ta là tu mới cảm ứng. Bây giờ quý vị phá thai cho cố vô đi, quý vị nhờ mấy ông thầy tụng kinh giùm mà đưa tiền, riêng cái bài vị thầy nói được rồi đó con, à tiền nhiều nhiều đi con, càng nhiều thì càng mau siêu con, siêu siêu đi đâu không biết, siêu xuống địa ngục, siêu trời trời. Tu hành mới giải quyết vấn đề sanh tử. Quý vị đi phá thai, quý vị tạo nghiệp cho một đống, quý vị là người cuột dây mà kêu Phật mở dây hả? Những đức nói đây kêu Phật cũng không mở được, đừng nói chi là kêu ông Tăng, Phạm Tăng đi mở giùm tầm bậy. Không có ai mở giùm cái sợi dây mình cuột cả. Các bậc A-la-hán như ngày Mục Kiền Liên chứng được thần thông đệ nhất, mà khi quả báo đến còn phải để cho ngoại đạo chắc từ miếng xương miếng thịt đi kìa. Chứ đừng có nói mà cỡ như chúng ta mà quả báo đến mà nhờ người khác giúp. Chính mình phải tu mới giải quyết được vấn đề. Nếu là bệnh nghiệp chướng thì phải thật sự tu hành sám hối, nhiệt tình sửa đổi lỗi lầm thì mới chuyển nghiệp và giải quyết vấn đề. Nó đi nghe hết trơn rồi đó nghe. Không? Nghe rất là rõ ràng, phải làm việc chân thật kìa. Còn bây giờ thỉnh tượng Phật về một chút, thỉnh tượng Phật đem về. Làm nghi thức bằng cái gì? A-di-đà Phật. Vì sao? Vì con thở A-di-đà Phật. A-di-đà Phật. Tôn tượng lên, rồi bắt đầu lễ Phật một thời 45 phút là an vị. Từ đó về sau sáng tối lễ Phật là an vị. Còn quý vị làm đủ chuyện hết trơn nha. Hiểu không? Vì an vị cho Phật quý vị đều làm được hết. Những đức mà đưa lên cái kiểu này chắc chào chào chắc nhiều người chắc người ta bị rảnh lắm nghe. Nên đức này nó mà nổi thêm một thời gian nữa chắc là tao đói quá. Đúng không? Nên vì nhớ nghe, sau này tôi có chuyện gì nhớ những lời nói của tôi nói mà lo tu đi. Tôi ẩn cư. Dữ quá rồi, đến lúc rồi. Cái gì đó cũng có một thờ thôi. Nghe không? Những gì nói nhớ đi. Nên tôi tính trước cái đường hậu đó. Nên tôi đặt tượng Phật cho quý vị đó. Chỉ vì phương pháp tu hết trơn rồi đó. Chỉ rồi tôi hết lòng rồi đó. Cái gì tôi cần nói tôi nói hết trơn mỗi ngày rồi đó. Từ nơi đó có duyên thì gặp, mà hết duyên thì xa thôi. Chúng ta hẹn gặp ở Cực Lạc là hay nhất. Cái cõi này là cái cõi lộn xộn, cái cõi lu bu, cái cõi hơn thua đấu đá, biết chưa? Nên ở đâu cố gắng mà tu, cố gắng mà nghe pháp mà tu cho nghiêm túc, vậy là đặc biệt nhất quý vị. Phải nói thật vài câu, cơ hội đông người. Bây giờ mai mốt lỡ qua cơ hội này, không biết cơ hội nào nói được nữa. Mai mốt nó tùm lum tùm la đi hết trơn rồi sao nói. Bây giờ có cơ hội nói hết phước cho rồi đi. Có tâm sự gì nên tâm sự hết đi. Đúng không? Quý vị biết chúng ta sắp sửa xa nhau rồi. Chỉ còn đêm nay, ngày mai xa rồi. Đúng không? Tối hôm nay lại xong rồi chúng ta không được gặp nhau chia tay gì đâu, chỉ là từ xa nhìn nhau. Từ xa nhìn nhau rồi mọi người mời về. Đúng không? Đó, vậy là được rồi. Đó, nhưng mà về coi là những buổi này thấy hình ảnh của mình đó. Cũng là kỷ niệm quý vị. Mà kỷ niệm này đẹp nè, kỷ niệm gì? Nhắc nhau tu. Kỷ niệm gì? Thật lòng đến với nhau. Không gì danh lợi, không gì tiền bạc gì hết. Đúng không?
Đó nên hồi sáng như Đức nói một câu là những Đức có duyên với phái nữ nhiều. Duyên này cũng không đơn giản, nguy hiểm. Nên hồi sáng có mấy bà chạy theo, xin thầy cho con chụp với hình. Những Đức nói, chụp đi. Thôi kệ, mình là mô hình mỏ nhọn mà chơi luôn. Xấu rồi chơi xấu luôn, biết không? Ai vừa kêu tôi chụp hình, chụp cho cháy phim chơi. Có dẹo, có gì chứ, cái chu mỏ tại mô hình mỏ nhọn mà quỳ. Trời ơi, vậy mà vui nghe, vậy mà người ta thích nghe quý vị. Đúng là người niệm Phật được chờ người quý trọng. Quý vị niệm Phật đi, được người quý trọng liền. Ngày xưa ngoài đời, trời ơi, không ai nhìn tới. Phải nhìn tới đâu đi tu. Trong lòng mình cứ nghĩ, tại ngoài đời ngày xưa xấu xấu mình cũng ao ước có được người vợ, có được được một chút đúng không? Mà sao không có thấy bóng nào đến tìm mình? Khổ ghê. Cuối cùng ai ngó tới mình vô chùa tu luôn chứ sao? Vậy mà vô chùa bây giờ tu có nhiều người thích nghe. Lạ ghê. Trời ơi, mấy ngày nay thơ gỡ ào ào. Nói gì? Là ở nhà gỡ thơ thì sợ không đưa tới tay thầy, bữa nay đưa tặng tay thầy đọc giùm. Lên cũng ngồi cố gắng đọc. Trời ơi, viết những lời cũng ướt át ghê nha. Thì thấy đúng là ghê thiệt chứ, bởi vậy không? Bây giờ thấy cũng vui, hối kệ. Sao cũng được, miễn tu là được rồi. Đúng không? Chỉ là tu là được rồi, còn mày gớt thì gán chịu. Nhưng Đức chưa bao giờ có một cái câu nói rằng là đổ thừa người khác. Thấy không? Mày dở thì mày rớt. Không có nói đổ thừa hoàn cảnh. Đổ thừa hoàn cảnh là hèn lắm. Đúng không? Ai cũng tu hết trơn, nữ cũng tu mà nam cũng tu. Mày yếu thì mày rớt con. Đó, nên có những người nói, thầy còn trẻ, tiếp phái nữ trẻ đừng nhìn ngay mặt. Giới lực đã dạy không được nhìn. A Nan Phật đã chỉ, nói chuyện với phái nữ không được nhìn ngay mặt. Nhưng Đức nói A Nan làm được. Tôi mà không nhìn ngay mặt, tôi nhìn mấy cái chỗ ác đạn hơn. Tâm tôi nó loạn tuộng lắm, thôi để tôi nhìn ngay mặt phước cho rồi. Được không? Mình tôi mà không cho tôi nhìn ngay mặt, tôi nhìn dưới chân, tôi nhìn từ từ dài lên còn ác hơn nữa. Thôi tôi cứ thí đại nó đi, tôi nhìn sao nhìn, miễn tôi nuôi với bà già được rồi, đúng không? Vậy là được rồi, miễn sao thấy nó tự tại là được rồi, chứ đừng có gàng buộc nó mà làm phiền não, đúng không? Kiểu mà không muốn nhìn mà không được nhìn tức. Đẹp là đẹp, xấu là xấu, kệ mồ, nhìn đại cái đi. Nên mỗi ngày, mỗi lần ra cúng điếu thực thì có nhiều câu nào, sao con thấy thầy cúng điếu thực thường nhắm mắt, mấy bà để ý thấy ghê. Mà thấy ghê thì cúng điếu thực nhắm mắt mấy bà cũng để ý. Sao cúng điếu thực mà nhắm mắt? Như Đức nói, cúng điếu thực mà tôi mà nhìn bậy bạ nhầm cái câu nào đẹp đẹp mà tôi để vô tâm lúc đó tôi cúng, nó sanh ra mấy cô không mà chết luôn. Giống như cái ông thầy ở miền ngoài mà ông cúng điếu thực đó, mà ông nghĩ chìa khóa mà ông biến ra chìa khóa không đó, thấy chưa? Tối hương linh tìm ổng. Nên khi mình cúng mà gặp mà chợ mình biến ra mà nhìn thấy cái cô nào đẹp đẹp á, biến ra mà nó không ăn được gì, nó ăn nó thấy con gái không á, tối nó lỡ nó tìm mình, nó thầy ôi thầy, buổi chiều thì cúng toàn là con gái không, thầy ôi thầy, trời sao tôi cúng quá trời luôn mà sao toàn là con gái không kỳ vậy, thầy giọng tưởng con gái thầy cúng là con gái không, tướng do tâm sanh. Nên cúng điếu thực không có đơn giản, đừng có ở nhà mà cúng tầm bậy coi chừng nó vớt quý vị đó nghe. Nghe không? Kêu người ta vô chùa tu đi. Rồi niệm Phật hồi hướng nhà ta thôi, đừng có cúng tùm lum. Cúng mà vọng tưởng tầm bậy là tiêu đó. Nghĩ tiền ra tiền, nghĩ cái gì ra cái đấy, tướng do tâm sanh. Hiểu chưa? Nên khi người cúng điếu thực mình cố gắng không nhắm luôn mà cúng. Không muốn nhìn. Trời ơi, vậy mà những ngày chủ nhật có nhiều bà ác đạn lắm, nó không có hiểu. Nhiều đứa con gái nó ác lắm, nó không biết. Nó vô chùa đâu có được dạy đâu. Vô chùa nó bằng cái kiếp cắn ngủ. Mà mình á, chào chào gặp gái mình đưa nhìn á, mình mong giảng sanh cho đời sau mắt bị mờ. Có vị bà thượng mà gọi là mới vô chùa cái mà thầy có ông nhìn ông, nói mọi người đừng có cười này nghe. Này đời trước là hòa thượng, đời sau, đời này cũng là hòa thượng đó nghe. Nhưng mà do đời trước hòa thượng, nhưng mà tu hành cái thời gian tu hành ban đầu gặp gái đẹp thích nhìn, vậy mà đời này chịu nửa đời mắt mờ.
Vậy mà sau này tu hành tuổi già hết tiêu nghiệp, mình nói trời mình phải về cực lạc. Mình không về cực lạc tới đời sao chứ mắt mù. Hiểu không? Đó, nên thà nói như vậy còn hơn là xạo sự mà lu bu. Hiểu không? Đó, thì quý vị biết rằng là cái tu hành cái quan trọng là cái gì? Cái tâm. Hãy quyết chí thì cái gì nó cũng vượt qua được. Mình đã biết cái cuộc đời này nó là vô thường, nó là khổ mà, thì chúng ta cố gắng thôi. Nên chia sẻ gì cho quý vị thấy rằng là mình thoải mái, đúng không? À, bữa nay sắp sửa kết thúc mà, nên chúng ta học lâm chung nha. Mấy ngày nay sống để tu, bây giờ sắp chết. Phải lo chuyện giảng sanh, đúng không? Nên cuộc đời con người từ khi trẻ, rồi lây quay già, rồi chết. Nên cuộc đời con người hạnh phúc nhất là mỗi ngày được nghe pháp, tu hành, nghĩ thiền, làm thiền. Đây là hạnh phúc lớn nhất. À, có những người không hiểu, nói rằng sống chi mà khổ gì? Không khổ. Những đức đã từng sống những ngày tháng ăn thịt, uống rượu, nhậu nhẹt, gái gú ngoài đời, những đức đã thấy rõ ràng trong ngôi tam bảo nó còn sung sướng hơn nhiều, còn vui mà còn khỏe. Rõ ràng pháp vị thắng mọi vị 100%. Người chưa cảm giác được pháp vị chắc chắn thì sẽ nghĩ rằng là ở ngoài đời có tiền, được ăn chơi là sung sướng, đúng không? Không, không có sung sướng. Nó ngán và nó chán và nó mệt mỏi dữ lắm. Còn khi mà nghĩ thiện, làm thiện thì nó mới thật sự, nó mới là hạnh phúc 100%. Nên những đức cọ lại từ khi ngoài đời 11 năm và đi tu 13 năm. Ngoài đời 11 năm, đi tu 13 năm. Thì những đức thấy rõ ràng là ở trong đạo nó đặc biệt hạnh phúc và nó vui. Hình như một năm mình vui rất là nhiều, buồn có bao nhiêu cả. Ngày nào cũng cười nhiều. Như điển hình quý vị thấy xác thực, 4 ngày quý vị đi đến đây, ăn uống đồ này kia rồi thấy quý vị thấy nó đơn giản mà chật chội. Rồi chỗ ngủ, chỗ đi ra nó cũng chật. Vậy mà sao vui nhiều? Vì xác thực rõ ràng rồi. Nếu như 4 ngày nay mà quý vị đi du lịch đó nha, những đức nói ngày nay quý vị về là quý vị sẽ mệt mỏi cho thấy. Mặt mày héo hon, tiền bạc thì bị mắc, tiền mắc đặt mang á. Còn trẻ trẻ mà đi có chừng 4 ngày nay mà đi với bồ có chừng gì mà phá thai. Chứ không giỡn đâu ạ. À, vậy mà đi đến chùa là chắc chắn không có bị cái vụ này. Hiểu không? Nói cho dễ hiểu cái chứ. Ví dụ như bây giờ nghỉ lễ 4 ngày mà đi vô chùa và 4 ngày đi chơi, quý vị sẽ thấy. Nếu người đi tu sẽ nhận thức được liền. 4 ngày đi vô chùa về nhìn nó phơ phớ, mà nó có một cái cảm giác tự tại an lạc sao? Và nó thêm có cái pháp tu. Nên chiều nay chúng ta học tập về vấn đề quan trọng khi lâm chung. Cái việc này rất là quan trọng nghe quý vị, chứ không phải chuyện đơn giản đâu. Tại vì đây là sự hỗ trợ rất là lớn cho cái sự lâm chung của chính mình. Những đức thấy rằng ở trong chùa mình là sự hỗ trợ cho cái việc lâm chung là lớn, rất là lớn. Như chùa mình là nguyên một cái dàn người già yếu, là mỗi ngày các cụ dự thờ khóa tu của các cụ là hộ niệm quý vị à. Có nghĩa là không phải hộ niệm cho người mắc, mà là các cụ tự ngồi dự thờ khóa tu, là bắt cái điệu niệm Phật hộ niệm lúc các cụ còn sống mà yếu không lên chánh điện. Thì những đức bật đúng cái điệu hộ niệm này cho các cụ nghe suốt luôn nè, trong cái máy này nè, máy này chiều nay tặng quý vị nè. Đúng một điệu như vậy cho các cụ dự thờ khóa tu ngày 4 thời xuyên suốt. Và những đức thường khuyên phần nhiều toàn là đeo máy niệm Phật bật cái điệu này, thành quen một điệu niệm Phật. Thì biết vì sao các cụ trong chùa mình mà ra đi có nhiều cụ đi đặc biệt tốt đẹp là vì sao? Vì những đức giúp cho các cụ, hỗ trợ các cụ khi cuối cuộc đời rất là lớn. Một cái điệu niệm Phật như vậy các cụ nghe suốt, nghe thành quen,
rồi mình thường động viên, thường khuyên các cụ về cái việc thân khổ đau, cực lạc an vui tự tại, thân không già không bệnh không chết. Còn ở cõi này khổ đau quá nhiều, tại sao không cầu về một cái quốc độ an vui tốt đẹp? Thường khuyên hoài động viên như vậy cho các cụ để cầu siêng năng niệm Phật. Và thêm là chọn một điều niệm Phật hộ niệm cho các cụ. Tại gia nhà mình cũng phải có một cái lo nhỏ nhỏ, có một điều hộ niệm như vậy để xuyên suốt trên bàn thờ. Nếu nhà mình người già hay bất người trẻ gì, khi cơn vô thường đến bất tử, thì chúng ta tại gia nhà mình cũng đều hộ niệm được. Như những đức niệm câu quý vị nghe, câu sau lại bị niệm theo. Tại vì mỗi ngày chúng ta đã nghe cái điều này quen rồi, bây giờ đến lúc dùng cái điều này để hỗ trợ hộ niệm đưa tiễn mình đi, là cái việc này quý vị được lợi ích rất là lớn. Đây gọi là cái hỗ trợ rất là lớn. Rồi những cái vấn đề mà khi mà mình mà được hộ niệm, hoặc là khi cái người niệm Phật này kia đồ, thì những đức đọc cái đoạn văn của Đại sư Thiện Đạo là Phật A Di Đà Quá Thân đó nghe, là nhị tổ của Tịnh Độ Tông, ngài dạy về cái việc hộ niệm rất là quan trọng. Cái đầu tiên là người niệm Phật nè, ngài nói nè: phàm người lúc lâm chung muốn sanh về tịnh độ, cần nhất chẳng được sợ chết. Cái đầu tiên là người niệm Phật muốn sanh cực lạc là phải rèn bình, đừng sợ chết. Thì quý vị nghĩ đi, con người ai cũng chết một lần, sợ nó cũng chết mà không sợ cũng chết, sợ nó cũng già mà không sợ nó cũng già, sợ nó cũng bệnh mà không sợ nó cũng bệnh. Vậy thì chúng ta chọn câu nào? Chọn không sợ. Vẫn là hay. Tại vì chọn không sợ vẫn là tự tại hơn là chọn sợ. Chọn sợ thì nó bất an, nó loạn tâm, nó không có kết quả. Nên câu đầu tiên là tổ sư Thiện Đạo là Phật A Di Đà Quá Thân nha, là giống như Phật A Di Đà dạy chúng ta: phàm người lúc lâm chung muốn sanh về tịnh độ thì cần nhất chẳng được sợ chết, thấy không? Nên tự suy nghĩ như vậy, báo thân này là gốc khổ, cũng là cái câu dù mình mới nói ra. Báo thân này là gốc khổ, quý vị coi phải không? Bảo bọc lo lắng cho nó phải khổ không? Nhức tay nhức chân khổ không? Rồi giờ còn trẻ thì đỡ đỡ, chứ bây giờ mà già cái bị coi khổ cỡ nào. Quý vị biết nhiều người già trong chùa mình, khi phần nhiều tới tuổi già rồi cái chân cẳng nó sưng lên, sưng dữ lắm quý vị, sưng những người sưng bự quá chảy nước vàng luôn, nó chảy nước trong người mình chảy ra sưng phù lên chứ. Nó rõ ràng báo thân là gốc khổ, đúng không? Rồi già rồi bệnh, bệnh là nó thôi, nó mệt mỏi vô cùng, gốc khổ mà. Đã biết báo thân này là gốc khổ, vì sao không chọn một cái quốc độ an vui tự tại mà về? Nên cái này là cái rất là quan trọng, nhớ nghe. Nó là đẩy da đựng đầy đồ nhơ nhuốc, nó là gốc của tất cả sự khổ lị. Nếu ta rờ được đống thịt thôi thúi này mà siêu sanh tịnh độ, thọ thân vàng kim cương, hưởng vô lượng sự vui thanh tịnh, giải thoát hẳn sanh tử luân hồi. Như cỡ áo rách mà đổi lấy chăn phục, còn gì thích ý bằng. Suy nghĩ như thế rồi liền phóng hạ thân tâm, đừng có quan niệm tham liếm, vừa mang phải bệnh, bằng quán vô thường, nhất tâm niệm Phật chờ chết. Hay vô cùng. Tổ sư dạy rõ ràng gần gũi luôn. Đọc văn tự cho vị nghe cái dễ hiểu liền, đúng không? Nó nhắc nhở mình niệm Phật á, nhắc vô thường khổ đau, thấy không? Quý vị coi bây giờ cái thân này nó có nhiều thứ phiền, phiền dữ lắm luôn á. Bây giờ mình biết tu mình bỏ được nhiều thứ. Bây giờ đơn giản mấy anh em nam chúng ta nói mà ghiền điếu thuốc tôi thấy cũng phiền. Bây giờ ghiền điếu thuốc là phiền, nhận đức là nói thiệt chứ hư gì hư, nhưng mà được con cái là không hút thuốc. Nhưng đức không hút thuốc, vì tình nhưng đức 41 tuổi răng nhà đức vẫn còn đều răng. Không hút thuốc răng không hư nha. Đây rõ ràng mình xấu nhưng mà được con cái còn răng. Đúng không? Nên từ nơi đó không hút thuốc là việc lợi ích rất là lớn. Hút thuốc nó có nhiều thứ tác hại rất lớn. Một
là răng rất là hôi, hai là mình hút thuốc tổn hại mình và tổn hại những người xung quanh. Nếu vợ mang thai này kia mà mình hút thuốc, có khi con mình sẽ bị ảnh hưởng rất là lớn. Người ta nói rằng là người hút thuốc tổn hại ít hơn người hít khói thuốc. Hoặc là mình ghiền thuốc, mình đi vô đi xe chung với người ta, ngừng xuống cái mình chạy xuống, mình cầm điếu thuốc, mình hút giống như ma đói. Suy nghĩ đi, phải là phiền không? Rồi hoặc là mình hút ở trong đó thì bị người ta phiền tối, bực bội, khó chịu mình. Thì đó là cái tạo nghiệp từ điếu thuốc. Nên tất cả các anh em nếu là người ghiền thuốc, quyết chí bỏ thuốc. Quý vị biết rằng là cả người xuất gia kìa, quý vị biết những đức quảng chúng mười mấy năm nay người xuất gia mà ghiền thuốc đó, những đức la không biết bao nhiêu lần mà nói. Có một huynh đệ ghiền thuốc, những đức la rất nhiều lần, những đức nói rằng chỉ một điếu thuốc thôi mà mắc tư tưởng của bậc trượng phu, đi vô trong nhà vệ sinh để ghìn mò hút thuốc trong đó. Mình là người đàn ông mà làm cái việc như vậy, không lẽ không bỏ được điếu thuốc sao? Cha mẹ nuôi được cái thân này khôn lớn, không lẽ điếu thuốc nó cầm cán mình sao? Mà đã là xuất gia rồi nhưng mà luôn luôn trốn hút thuốc. Trong chùa cũng có mà, những đức gầy biết bao nhiêu lần mà nói, lâu ngày viết thành một cái tâm quyết mạnh mẽ và bỏ được thuốc. Bỏ thuốc không đơn giản đâu. Quý vị coi lịch sử Bác Hồ. Bác Hồ là một vị lãnh tụ đặc biệt gì. Bác Hồ có khi mà ngồi mà những đêm phia mà ngồi ngẫm nghĩ về cái lộ trình của ngài mà ngài cầm thuốc ngài hút. Nên ngài hút thuốc nhiều dữ lắm. Sau này tới tuổi già, nhiều người khuyên Bác Hồ bỏ thuốc. Cuối cùng Bác Hồ quyết định bỏ thuốc. Nhưng mà Bác Hồ nói đúng là bỏ thuốc không phải dễ, nhưng cuối cùng tâm quyết gì lắm cũng bỏ được thuốc. Thì quý vị biết rằng là cái việc mà bỏ thuốc nó cũng cả một vấn đề. Thì cái việc gì trong cái cuộc đời này cũng vậy, nếu như chúng ta có tâm quyết thì nhất định chúng ta sẽ bỏ được thôi. Nhưng đức thấy điếu thuốc nó không có lợi ích. Một là nó có nhiều tác hại quá, hai là cũng tốn tiền vô lý. Từ nơi đó chúng ta bỏ được thuốc, đây là điều rất là quan trọng đặc biệt. Nhưng đức có một người anh thứ tư, ổng cũng hút thuốc dữ lắm. Cái đợt ông lên đây ông tu nửa tháng chờ quyết định bỏ thuốc luôn. Quyết chí bỏ thuốc luôn. Ông nói bỏ được thuốc khỏe, vô cùng khỏe. Quý vị biết rằng là cư sĩ nó chi cả người xuất gia kìa, mà đi vô phòng hút thuốc một cái là người ta nói này nói kia quá trời. Nên người xưa có một câu nói rằng tuổi trẻ mà tích phước thì tuổi già sung sướng, tuổi trẻ mà xài phước hết thì tuổi già khổ đau. Quý vị nhìn coi bao nhiêu gia đình giàu sang, con cái rất giàu, còn nhỏ là giàu lắm rồi. Cha mẹ nói rằng của này cả đời con xài không hết. Đố mà nó xài được chứ hết cái gì? Không hết cái gì. Nó không có phước làm sao xài? Thời gian sạc nghiệp đứa con giàu sang này, nó đi làm thuê làm mướn bị người ta chửi mắng, mà nó không biết làm gì. Nên người làm cha làm mẹ phải dạy cho con biết làm việc. Vì cuộc đời con người vô thường lắm, không ai biết được ngày mai như thế nào đâu. Đừng có nghĩ rằng giàu sang là con mình là sung sướng, tiền bạc đầy đủ là sung sướng, chưa chắc. Nhiều người ngoài đời vì có giàu thiệt là giàu, đúng một cái là vô tù ngồi, có không? Giàu bất chính, làm quan tham ô, làm những việc không phải, lấy tiền bạc khổ cực máu me của người ta để mà đem về nhà. Thì cái đồng tiền này quý vị, để mà dùng cái đồng tiền này gan cùng mình mới dám dùng. Quý vị đem cái sự tội nghiệp này để lót vào nhà mình mà nhà mình không sạch mới sợ. Tai nạn nó ập đến nhà mình, nó đừng nói chuyện đùa chứ. Cái nhân quả trong Phật Pháp dạy chính xác. Nên người ta mới nói rằng ông bà cha mẹ có đức thì con cháu mặc sức mà ăn. Ông bà cha mẹ mà tạo nghiệp thì cái như con cái mình không phải là ông bà cha mẹ tạo mà con cái chịu, mà là ông bà cha mẹ tạo con cái có cái nghiệp đó sanh vào nhà mình để cùng cộng nghiệp để làm nhau khổ. Cái nguyên lý là như vậy đó. Chứ nếu như nói người ta tạo mà mình chịu, việc này không phù hợp rồi, định luật nhân quả hiểu không? Nó phù hợp nghiệp nó mới đến. Nó nên mong quý vị về đây 4 ngày ở đây nghe chia sẻ Phật Pháp và tu hành, có thể nhận thức được cái cõi đời là khổ thật sự. Thì chúng ta về đời đừng có nên lao theo cái chằng cảnh cuộc đời này quá, mà nên dành thời gian để có tu hành, để rèn luyện cái tâm giải thoát của mình, để khi bất cứ lúc nào cơn vô thường đến, chúng ta đều hẹn gặp nhau ở Tây Phương Cực Lạc nha. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử
và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật Liên Thọ Tác Đại Chứng Minh. Hôm nay đệ tử chúng con xuất gia cùng tại gia Quan Thập Thệ Tổ Đình Hộ Pháp phát Bồ Đề Tâm đảnh lễ 4 ngày Bồ Tát Quán Thế Âm là 2000 lại. Ngày hôm nay là ngày lại cuối cùng. Đệ tử chúng con nguyện đem toàn thể công đức này nguyện cầu an trên là Đại Lão Hòa Thượng Viện Chủ và cầu an cho toàn thể đại chúng và gia quyến quý vị và tất cả hàng Phật tử và tất cả chúng sanh khắp nơi trên toàn thế giới kiếp nạn được hóa giải và mọi người đều nghe được Phật Pháp, tin sâu nhân quả và đoạn ác tu thiện. Như vậy thì kiếp nạn tự nhiên sẽ hóa giải. Nhờ cái công đức phước duyên này mà tự nhiên chúng ta sẽ nhìn nhận ra được những việc nào đúng, việc nào sai để chúng ta làm cho đàng hoàng. Và chúng ta nguyện đem công đức này nguyện hồi hướng cầu siêu cho cụ quyền thất tổ, ông bà cha mẹ anh chị em trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi, vì nghiệp phá thai, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn, ngạ quỷ, hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, đều được thừa hưởng những công đức này. Nguyện quý vị thần thức sáng suốt, nương một bổ nguyện niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Và tất cả những chư hương linh vì nghiệp phá thai, hay tất cả những người chết oan chết ức, hay là tất cả những quán thân cháy chủ đang đi theo những người ở đây, chúng ta chờ cơ hội để đòi nợ. Đức Phật dạy quan gia nên giải không nên kết. Chúng ta nên buông xuống cái tâm hận thù và hướng về thế giới cực lạc là cảnh giới giải thoát an vui. Quý vị nên hộ trì tam bảo, hộ trì người tu, giúp cho một người thành tựu con đường giảng sanh thì công đức vô lượng. Trở ngại người tu thì tội lỗi rất là lớn. Nên chúng ta nên phát Bồ Đề Tâm niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Về thế giới cực lạc không còn cái khổ như ở cõi ta bà, luôn luôn hưởng được niềm vui. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đặng Phật tự chúng ngã kim thấy như cung, từ thực biên thập phương những tiếng Phật tự cầm. Nguyện vị tự công đức vô cẩm nhật thiệt, ngà đặng dự Phật tự giai cộng thành Phật đạo. Như đặng ngũ tình chung ngã kim tí như cung, nhật tí hồ tình phận. Nguyện vị tự công đức vô cẩm nhật thiệt, ngà đặng dự hữu tình giai cộng thành Phật đạo. Như đám cô hồn chung ngã kim tí như cung, từ thật biên thập phương những tiết cô hồn cầm. Nguyện vị tự công đức vô cẩm nhật thiệt, ngà đặng giữ cô hồn giai cộng thành Phật đạo. Ám mục lục lắng ta bà ha, ám mục lục lắng ta bà ha, bà ha. A ngã ngã nắng tam bà bà việt nhật ra hồng, a ngã ngã nắng tam bà bà việt nhật ra hồng, tam bà bà việt nhật ra hồng. Gia trì chú thực diệu giả đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham bồ tát, nam mô xá sanh tham bồ tát, nam mô xá tăng tham bồ tát ma tát. Gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá tăng tham bồ tát, gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá tăng tham bồ tát, gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham bồ tát, nam mô xá sanh tham bồ tát, nam mô xá sanh tham bồ tát ma tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, ô vị vô danh, danh vô vị ơi, thai nhi vì nghiệp phá thai ơi,
Ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vạn sanh, cuối sinh đức từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Chúng ta về đây lễ Bồ Tát Quán Thế Âm nương vào cái hạnh từ bi của Bồ Tát. Nhiều người chúng ta có khi tu hành có thời gian rồi mà chưa ăn chay trường được. Quý vị về đây quỳ trước Tam Bảo phát nguyện, con từ hôm nay ăn chay trường và không bao giờ sát sanh nữa. Quý vị vừa phát cái nguyện này cái là đặc biệt dữ lắm quý vị. Chúng ta tạo nghiệp và kiếp nạn nhân sinh nhiều là do cái nghiệp sát sanh mà ra đó. Nên ăn chay nó rất là an tâm và rất là vui. Mà mình không có giết chúng sanh nữa. Đức Phật nói rằng là tất cả chúng sanh đều là ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta hoặc đời này. Vì do tạo nghiệp mà đời này có khi chúng ta ăn thịt những chúng sanh này là cha mẹ mình tạo nghiệp mà bây giờ làm loài súc sanh. Bây giờ mình ăn thịt chúng sanh này toàn là cha mẹ của mình. Nên bây giờ mình tuyệt đối không ăn thịt chúng sanh nữa mà ăn chay trường. Và tất cả những chúng sanh này do tạo nghiệp mà bây giờ làm loài chim, loài súc sanh như vậy khổ vô cùng. Từ hôm nay nghe được Phật Pháp rồi, được quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, nên hướng về Tam Bảo, niệm Phật để cầu sanh cực lạc. Khi được thả ra nên ở xung quanh chùa, đừng có bay ra bên ngoài người ta bắt nữa. Nên ở đây rất là bình an. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh, quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh, quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Chúng ta đồng niệm Phật quan hỷ vui vẻ, vỗ tay thả chim nha. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà, A Di Đà Phật, 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 nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Chúc quý vị an lạc nha. A Di Đà Phật.